Chào, xin chào cả nhà. Bữa nay cháu dẫn mọi người đi vòng một cái khu phố của người Thái ở thành phố Sydney cho mọi người xem là những cái thức ăn mà người Thái bán ở Sydney như thế nào hen. Nói về ẩm thực đường phố Thái Lan là rất là đa dạng cả nhà. Mình đi Thái Lan mình ăn, mình thấy ở đường phố nào người ta cũng bán rất là nhiều đồ ăn mà. Đồ ăn của họ rất là đa dạng, rất là nhiều món luôn, cái gì người ta cũng chế biến được hết á. Ở đây là khu phố người Thái ở thành phố Sydney, mình thấy cũng không có thiếu cái món gì hết á. Người ta rất là yêu cái văn hóa, đi đến đâu người ta cũng đem những cái món ăn truyền thống người ta để bán ở những cái nước khác. Đây là những cây que xiên để nướng đây. Người ta đã nướng sẵn cho mình rồi. Mình thích nhất là cái mề nè, đậu lòng gà, vịt đồ người ta nướng nè. Có cái cây này là mực cá chiên giòn. Ở bên trong đó là cái cây xiên bò chầu chiên nướng nè, cá nướng nè, có bánh cam nữa nè, bánh cam nhân đậu đỏ. Bên trong có chả giò, có cái cục vuông vuông này á, là nem á, người ta nướng á, nem chua nướng á. Đó, cái sâu này là cái màu đậm đen á, là thịt bò, cá tẩm bột chiên giòn, hấp dẫn quá. Có rất nhiều loại cà ri khác nhau nè. Có cà ri thịt heo, cà ri thịt gà, cà ri đỏ, cà ri xanh, có măng nữa. Ở đây nhìn giống như là thịt viên kho vậy, còn đây giống như súp măng với trứng cút nè, với da heo nữa, nhìn quá trời hấp dẫn luôn. Đây cà ri nữa, đây món canh. Ở đây nhìn nó cũng giống giống mấy món ăn Việt Nam ha. Ở đây là có món phá lấu lòng bò nè, mình nhìn là mình thấy món ăn rồi đó. Ở trên bên trong là có canh nổ qua nữa kìa, nhìn quá trời ngon luôn. Người Thái á, người ta chiên cá rất là hay, cá giòn để nguyên ngày vẫn giòn không có bị mềm, mà cái nước chấm nó làm cũng ngon nữa, làm từ nước mắm với sả, ớt, tỏi, gừng gì đó trộn lại ăn ngon lắm. Này là cá hấp nè, có dim sum là mấy cái món ăn của người Hoa. Ở đây mình thấy có cái bánh đậu xanh, người ta làm thành những cái hình trái cây rồi nhúng vào rau câu nè, nhìn y như trái cây thiệt vậy, rất là đẹp. Mấy cái món này mình thấy là tiệm Thái nào người ta cũng bán hết á, mình nghĩ là mấy cái món này là nhiều người rất là thích ăn nè. Ở đây nhìn giống như là xôi cấm dẹp rồi ha. Có cái bánh ở trong cái chén này ăn ngon lắm, nước cốt dừa ở trong đó với bột đó, ăn mặn mặn ngọt ngọt. Ở đây giống như là bánh tét nướng vậy đó. Ở đây có bánh bánh ú nữa, bánh ít chứ ở trong đây là bánh ít. Đây là mấy con mực chiên giòn nè, đây mấy cái khoai chiên giòn. Còn ở trong cái ống tre này đó là cơm nếp than trộn với đậu đen với lại nước cốt dừa. Đồ ăn của Thái á, nhìn chung là nó không có mắc, nhưng mà mình mua nhiều món là tính ra nó cũng nhiều tiền lắm á. Đi tới tiệm Thái là mình lúc nào cũng mua cũng 60-70 đô hết á. Ở cái đây là có gỏi nè, mình chọn là mình muốn ăn cái nào người ta sẽ trộn gỏi cho mình ăn. Có xoài sống nữa nè, có đu đủ nè. Người Thái hay ăn chung với lại mì gói, mà mì gói người ta trụng xong rồi người ta mới trộn mấy cái loại rau này với lại tôm thịt chả đồ. Mình rất là thích ăn mấy cái món salad của Thái, tại vì nó làm nó bỏ nhiều cái nguyên liệu ở trong đó lắm. Người Việt mình thì bỏ nhiều rau thơm, nhưng mà Thái thì nó không có bỏ rau thơm nhiều như người Việt mình, nhưng mà nó bỏ nhiều cái loại rau quả khác nhau nè, nhìn là thấy thèm rồi.
Ở bên trong mình thấy có mấy trái cóc non người ta ngâm rồi nè. Chắc cũng để làm salad luôn á. Đây là bên ngoài cái tiệm mình mới vừa quay xong đó. Cái tiệm này thì nằm ở trong khu Thái Thao luôn. Cái món ăn Thái mà nó cũng là di lệ của người Hoa nữa. Đây là những cái món ăn người ta có để hình chân ở ngoài đây nè. Cà ri nè, chả giò, phở cuốn, cùi lột chiên giòn nè, rất là nhiều món. Salad, gỏi. Bên này là súp, mấy cái bún lèo rồi. Cái lẩu nè nè, trời lạnh ăn lẩu rất ngon lắm nè. Đây là tiệm bán heo quay xá xíu. Ở đây người ta có bán mấy cái cây cà ri nè, cây cà ri, cây lá lốt với lại cây bạc hà. Tiệm thịt này cũng người Việt nè, đồng Nam Á. Có bán chùm ruột nè, chùm ruột ngâm chua ngọt á, có nho ngâm chua ngọt nè, củ sắn, ổi, cái này là dưa lưới, kiwi, có nhãn chôm chôm nữa. Đây ba mấy cái đồ nhập từ bên Thái nè. Người Thái chỉ ăn đồ ngọt hơn Việt Nam nữa. Bán dâu chua trái cây đủ thứ ha. Ăn xoài nè, xoài chấm muối giống Việt Nam quá ha. Và hào vị chiên giòn quá trời luôn. Nó tiệm của người Thái. Ở đây cũng tiệm người Thái nè. Đó, tiệm người Thái. Để mấy món này là đặc trưng của Thái luôn nè. Xôi với cà dế nè. Bánh này ngon lắm. Bánh dừa ở trong nó là bột với nước cốt dừa thôi à. Mà nó mặn mặn nó ngon lắm. Có bánh phân mì được nè, quá trời nhiều luôn. Cái này là mình ăn mình thấy nó nghe cái mùi trứng mà nó ngọt dữ lắm. Đây là mấy cái món ăn cơm. Ở đây cho mấy người làm văn phòng á. Cái này giống mắm chân quá ha. Cái da mắm chân à. Này, ăn bún với lại cái này chắc là bún nước lèo này, giống như của Việt Nam ha. Nhìn cái hình này, bún thịt nướng ha. Cái này đồ ăn kèm nữa nè. Ở đây toàn là bán những cái đồ nhập khẩu từ bên Thái thôi mà. Thì bên đây là bán đồ ăn vặt, đồ ăn ngọt á. Tiệm này bình thường cũng đông dữ lắm á. Đó, thấy chưa, mấy cái đồ người ta nấu kìa, bánh ngọt đó. Đây là cá chiên của Thái. Người ta chiên cá rất là giòn giòn cho tới ở bên trong luôn, mà mình để nguyên ngày, mình để tủ lạnh bữa sau ăn vẫn giòn. Đây là canh giống như là canh tom yum hoặc là cà ri gì đó. Đây toàn là tiếng Thái mà mình mua đồ mình cũng nhìn thấy cái nào mình thích thì mình mua thôi, chứ mình cũng không có biết nó là cái món gì luôn. Ở đây nhiều món ăn mới vừa nấu ra nè, mình thấy nó còn bốc hơi, còn nóng luôn.
người ta để mấy món ăn ngọt với món ăn mặn chung một một cái bàn luôn. Cái này giống như cá trê nè, cá trê chiên nhìn rất là ngon, mà cái bông cải gì để kế bên mình không biết cái bông đó bông gì, thấy nó cũng lạ lạ. Ở đây là thịt heo nướng nè, ăn với cơm nếp. Ở đây là cơm gà Hải Nam, còn ở trong đây là cái món gì chiên mình cũng không biết luôn. Mấy cái này nó nằm ở trong cái hộp không có nhìn thấy rõ. Ở đây có nhiều món ăn nhìn giống như của Việt Nam ghê luôn á, giống như ăn cơm tấm vậy đó. Có cơm, có trứng chiên với lại thịt kho nữa nè. Món này giống như xôi ha, giống như xôi với chà bông khô nữa nè. Mình đoán vậy thôi chứ cũng chưa ăn thử nữa. Mấy cá khô đồ nhiều ghê luôn á. Có xoài với cốc ngâm nữa nè. Ở đây là có bánh lọt với cái bên đây cái đỏ đỏ với nước dừa này, giống như cái chè ở Việt Nam á ha. Ở đây là có xúc xích của Thái nè, mình để nướng hoặc là mình chiên lên ăn nó có vị hơi chua chua một chút. Đây là các loại cá khô mắm chiên sẵn rồi pha trộn gia vị, mình có thể ăn liền với cơm trắng rất là ngon. Đây là món canh gà nấu với lá sâm, với măng, với ớt, với gừng củ riền. Đây là mấy món cà ri người ta đóng hộp sẵn, có chả lụa, chả quế nữa nè. Có chè Thái với bánh bông lan, các hương vị khác nhau. Cái này nhìn giống như cốc ngâm á. Các loại bánh làm từ nước cốt dừa, các vị khác nhau như là khoai môn nè. Bên đây cái bánh gì mình cũng không có biết tên luôn, toàn tiếng Thái thôi à. Còn cái bánh mà hồng hồng này thì mình biết là bánh thửng. Ở đây giống mứt gừng quá ha. Có bánh bánh bò nướng nữa nè, bánh lục dè. Có rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau mà màu sắc nó cũng khác nhau nữa. Ở đây có mấy cái bánh này đã ăn cũng mặn mặn ngọt ngọt nè, ở ngoài là bột chiên giòn, ở trong nó có thịt thịt heo đồ ngon lắm. Bánh này giống bánh con sùng mà ở Việt Nam mà hồi xưa mình hay ăn lắm. Bánh này giống bánh xếp nhân đậu xanh của người Việt mình ha. Hết mấy món cá rìm mặn này ăn với cơm trắng là ngon lắm nè, hoặc là ăn với cháo trắng cũng rất là ngon nữa. Đây là da gà chiên giòn có tẩm ướp gia vị nè. Ở dưới đây là có nhiều loại cơm cháy với nhiều loại gia vị khác nhau, với chà bông nè, có ớt, có các hạt ngũ cốc ở đây nè. Đây là mấy món ăn mà Châu mua từ cái tiệm hồi nãy Châu quay đó. Ở đây là curry puff. Đây là chả cá. Ở đây là thịt gà chiên giòn với lại cá chiên giòn. Con cá này to dữ lắm luôn á, ăn phải hai lần mới hết á. Trứng của con mực nè. Cái trứng này người ta nướng xong người ta trộn với lại nước mắm, tỏi ớt á, với gừng á, thơm ngon lắm. Chân bao tử và lấu lòng bò. Nhiều ớt lắm. Đây là cà ri gà với lại cà pháo với gà với lại mấy cái gà thịt viên nè. Cà ri gà, cà ri xanh, còn này là salmon, nó làm mắm. Salmon là cá hồi, cá hồi.
họ làm mắm. Và nó còn cái này cá sống á, chưa ăn lần nào luôn. Đây là xúc xích Thái, xúc xích heo Thái nướng. Đây là những phần ăn mà mình mua ở cái khu phố người Thái nè cả nhà. Đây là cái món fish cake, là món chả cá đó. Chả cá làm từ cá muống. Đây là món ăn giống người Việt ha, món thịt kho với lại trứng chiên nè, ở phía dưới là cái cơm. Đây là món gà cà ri. Đây là cơm gà Hải Nam có gan ở trong này nữa nè. Còn cái này là món đây là món giống như nem vậy đó, giống như nem nướng vậy đó, giống như là sausage mà nó nướng, là xúc xích nướng nhưng mà nó có cái vị chua chua giống như nem chua của người Việt mình á. Đây là món chuối với là nếp nó quấn ở bên ngoài á, rồi bỏ nếp lá dứa quấn bên ngoài rồi chuối nó nằm bên trong, có dừa bỏ lên nữa. Ở đây là một hộp xôi, hộp xôi bốn loại xôi khác nhau. Xôi này giống như cái đỏ đỏ này giống như là xôi mặn của mình ha, giống như tôm khô vậy. Cái này là xôi lá dứa với lại ca dế nó nằm ở trên nè. Trên cái dế nó là đậu xanh với lại sữa với đường. Này là xôi nếp than. Xôi nếp than với lại cái này không biết ở trên nó là cái gì nữa. Cái này là xôi với đậu phộng mè. Mình có kêu một món ăn gọi là món pork boat noodle, là cái chắc người ta bán cái noodle này bên Thái ở trên tàu quá cho nên người ta gọi là pork boat noodle. Là nó có mì, nó có bún nè, có thịt heo viên nè, ở bên đây thì có canh bao tử. Canh bao tử này rất là ngon luôn, cái nước lèo nó y như là hủ tiếu Nam Giang vậy đó. Ở trong đây thì có bốn loại nêm gia vị cho mình ăn. Ở đây là giấm, tiêu ngọt với ớt. Có bỏ đường nữa, ai thích ăn ngọt thì bỏ thêm đường. Đây là nước mắm. Nước mắm mắm mặn á. Rồi bên đây là ớt khô. Người Thái ăn cái gì cũng bỏ ớt hết.